Các cơ sở sản xuất lớn luôn cần tới những chiếc máy công nghiệp với năng suất tăng cao, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu nhân công và gia tăng thu nhập. Với ưu điểm luôn cải tiến và sáng tạo, thiết kế các dòng máy chế biến theo yêu cầu của khách hàng, chiếc máy nghiền 50 buông thẳng Bình Quân là dòng máy thiết kế sáng tạo từ các kỹ sư chuyên nghiệp tại công ty Bình Quân. Máy nghiền 50 buông thẳng Bình Quân có chiều dài là 150cm, chiều cao là 204cm, chiều rộng là 74cm, được thiết kế bằng gang đúc dày dặn. Khung máy chắc chắn, sử dụng động cơ là 22kW, tốc độ vòng quay là 2.900 vòng trên phút, nguồn điện sử dụng là 380V. Toa nạp có chiều dài lên tới 78cm, chiều rộng 68cm, chứa đựng lượng lớn nguyên liệu từ 10-20kg. Ống nước nằm bên cạnh giúp quá trình nghiền nhuyễn nguyên liệu được dễ dàng hơn theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, máy có thể nghiền sang dạng khô đối với các nguyên liệu thô sơ. Buồng làm việc thiết kế buông thẳng đứng hiện đại với hệ thống 50 buồng nghiền linh hoạt cùng với sàng lưới lọc 1 ly giúp năng suất máy được gia tăng lên tới 1-2 tấn trên giờ. Khách hàng tại Huế rất tin tưởng và hài lòng với sản phẩm mà công ty đã chế tạo. Chiếc máy nghiền 50 buông thẳng sẽ rất phù hợp cho các nhà máy chế biến, sản xuất thức ăn theo dây chuyền. Máy có thể nghiền đa dạng nguyên liệu thô như đậu tương, ngô hạt, thảo dược thành các dạng vỡ nhỏ hoặc nghiền nhuyễn nhỏ các loại nguyên liệu rau củ tươi như khoai lang, khoai tây, khoai nưa. Máy được bảo hành trong 6 tháng, các linh kiện thay thế dễ dàng. Hết thời gian bảo hành, công ty vẫn sẽ hỗ trợ về kỹ thuật trọn đời cho khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, bà con vui lòng truy cập website bìnhquân.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0912342772, 0915792332 hoặc 02433747474 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.